bữa rồi, nó mấy bữa rồi. Nó ở nhà em chơi, nó mới bắt đầu mình nói cái nó bạn chiều nay. Mà chiều nay chưa kèm của mình là đi bóng chuyền. Có bóng chuyền. Nhưng mà chiều nay đi may không nhỏ. Chị mình đâu có đồng ý được. Trời, nãy giờ chưa đăng ký được hình sao? Alo, xếp thứ 3, đội hình khỏi cơ quan ra sân. 9, 4, 3, 12, 6, 11. Chuyên nghiệp chế biến 7, 10, 15, 4, 6, 8. Xếp thứ 4. Ván thứ 4. Chuyên nghiệp chế biến phát bóng, không quan chuẩn bị. Đổ bóng hỏng, điểm số cơ quan, 1-0. Bộ bóng tốt, điểm tới biến, 2-1. Đánh bóng tốt, điểm không cơ quan, 2-2. Đánh bóng hỏng, điểm cơ quan, 3-2. Chấm bóng hỏng, điểm chế biến 3-0. Đánh bóng tốt, điểm có cơ quan, 4-3. Chấm bóng hỏi, điểm chế biến, 4-0. Bỏ bóng tới, điểm tới điểm. Coi chừng nha, coi chừng nha. Coi chừng có xích năm mà nha. Không phải đơn giản đâu.
Nó nói vậy hay có thiệt á. Bỏ bóng tốt. Điểm trái biên 6 4 Chắn bóng tốt. Điểm trái biên 7 4 rồi ngang à. Cách xa ra 40. Rồi. Phá bóng hỏng. Điểm Châu An 5 7. Chấm bóng tốt. Điểm của Cơ Quan 6 7. Bỏ bóng tốt. Điểm trái biên 8 6. Đánh bóng tốt. Điểm của Cơ Quan 7 8. Chắn bóng hỏng. Điểm chế biến 9 7. Đánh bóng tốt. Điểm Châu An 8 9. Phá bóng tốt. Điểm Châu An 9 đều. Đánh bóng phạm lỗi kỹ thuật. Điểm cho chế biến 10 9. Đánh bóng tốt. Điểm cho Cơ Quan 10 đều. Go!
Không không tốt, điểm cho Biên 11, 10. Quá bảo hảo, điểm với Cơ Quan 11 đều. Không có vượt trội lắm, nghe nghe. Giờ nào có sức ăn à? Giờ nào có sức ăn. Bên nào tận dụng cơ hội tốt hơn vậy? Giờ bên chế biến lợi thế hơn, sức trẻ. Đánh bóng tốt, điểm với Cơ Quan 12, 11. Cũng chưa chắc. Khối Cơ Quan cũng chưa chắc. Bên kia còn đeo. Chiến còn đang cầu trên mà. Cắt được là anh đi lầy. Đó. Cắt được là anh đi đeo điểm luôn. Một bóng chạm lưới. Cơ Quan chạm lưới, điểm cho Chế Biến 12 đều. Đánh bóng ra ngoài, điểm Chế Biến 13, 12. Xôi rồi. Đánh bóng tốt, điểm Chế Biến 14, 12. Ồ, cũng đánh bóng nhanh cũng hay quá chứ. Quán Cơ Quan hội ý lần thứ nhất, ván thứ tư. Hai đội chuẩn bị tiếp tục thi đấu. Là 2-3 giờ sáng nó đá. Trưởng giám coi. Mười bốn mười hai. Đã bóng hậu. Điểm Cơ Quan 13-14. Đánh bóng tốt, điểm Cơ Quan 14 đều. Đánh bóng tốt, điểm Chế Biến 15, 14.
chẳng muốn tốt điểm cho cơ quan 15 điều. Càng ngày nó càng căng thẳng hơn. Câu ôi còn lấy lên được hay thiệt. Dính bóng điểm cho Chiến Hiệp 16-15. Không quay clip à? Không. Đánh không tốt, điểm của cơ quan 16-16. Mười sáu đều quá căng thẳng, sẽ đấu thứ tư rồi. Còn luôn, còn luôn. Nguyễn Thái Ngô An 17 16. Giải viên hình ảnh lần thứ nhất của quán thứ tư. Không bình luận. Hết quyền hợp ý, mai đầu xanh tiếp tục thi đấu. Nó nhiều tình huống quá. Nếu mà chết qua thì anh phải chọn, anh phải chọn tình huống chết qua. Chứ giờ anh vô anh nói đủ thứ tình huống hết là làm sao chết qua được. Chết qua anh chỉ được chọn một tình huống thôi mới chết được. Thôi kỳ tích làm gì, có bình dịch bình thường có gì đâu kỳ tích. Chọn 3-4 lỗi luôn rồi đâu có đúng. Sai luật rồi. Anh bóng ra ngoài. Điểm của cơ quan 18-16. Bên kia thì nói bóng ngoài trụ rồi bắt dính lùm lum hết. Đánh bóng ra ngoài. Điểm của cơ quan 19-16. Chế biến hội ý lần thứ hai của quán thứ tư, hết quyền hội ý. Thank you.
Đỗ Bảo Hậu điểm chế biến 17-19. Đánh nóng tốt, điểm cho Phó Cơ Quan 20-17. Đang ngon cái làm xuống luôn. Phút cuối mà 3 điểm là cũng hơi khó đeo à. Chẳng bóng đó, điểm đó là 21-17. Chế biến hai người. Số 3 vô sân, số 8 ra sân. Đá bóng tốt, điểm số Công An 22-17. Đúng rồi. Hết rồi. Chế biến hai người, số 8 vào sân, số 3 ra sân. Điểm Công An 23-17. Ghê. Một mình bao trắng luôn. Kiếp. Một mình bao trắng luôn. Mới trắng cho hai quà, trắng cho bốn luôn. Đánh bóng hỏng, điểm chế biến 18-23. Đánh bóng tốt, điểm Công An 24-18. Đánh bóng tốt, điểm chế biến 19-24. Số 4 ra sân, số 5 vào sân. Đánh bóng tốt, điểm cho Công An 25-19. Kết thúc ván thứ tư, Phó Công An thắng 3-1.